Xin kính chào quý bạn và các vị đã đến với lớp học về kiến thức liên quân trên kênh YouTube Khánh Hy. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các thầy tất cả các cách để mua bán đồ nhanh, chuyển đổi đồ chủ động kích hoạt, giống các tuyển thủ chuyên nghiệp trong Liên Quân Mobile nha. Đầu tiên, với mua bán đồ nhanh sẽ có 3 cách. Cách đầu tiên là các thầy hãy soạn sẵn những món trang bị muốn mua và thường sẽ là những món trang bị bảo hiểm để luân phiên thay đổi với giáp bộ mệnh. Cụ thể, tôi lấy ví dụ trong video này là chúng ta sẽ soạn sẵn quả cơ băng xương với liềm đoạt mệnh để luân phiên thay đổi với giáp bộ mệnh nha. Thì chúng ta sẽ bấm vào nút chỉnh, sau đó là thêm quả cầu băng xương và liềm đoạt mệnh vào rồi bấm thu hồi. Một mẹo cực kỳ hữu ích giúp đỡ tốn thao tác tay khi mà mua bán đồ đó là bấm trước vào đồ muốn bán. Ở đây là giáp bộ mệnh, rồi bấm vào như vậy nó sẽ hiển thị ra nút bán. Giờ thì tắt cửa hàng đi, rồi khi bật lại cửa hàng thì món đồ mà chúng ta đã lựa chọn trước đó nó vẫn sẽ hiển thị ra nút bán. Ai, với thao tác tay này sẽ giúp rút ngắn thao tác bán đồ nên sẽ giúp các thầy mua bán đồ nhanh chóng hơn, bởi khi nào cần bán đồ thì chỉ cần mở cửa hàng lên và bấm vào nút bán là xong. Sau đó đóng cửa hàng lại và hai trang bị mà chúng ta đã soạn sẵn trước đó nó sẽ hiển thị lên để chúng ta có thể mua. Lúc này chúng ta sẽ mua món đồ cần mua là được. Ví dụ tôi sẽ mua quả cầu băng xương rồi thay thế bằng liềm đoạt mệnh nha. Thì sau khi chúng ta kích hoạt nội tại của quả cầu băng xương sẽ bán quả cầu băng xương đi rồi mua liềm đoạt mệnh là xong. Vì đây là video hướng dẫn nên tôi phải chỉ từng ly từng tí một như vậy để các thầy dễ hiểu. Còn trong quá trình thực hành thì chuỗi thao tác này cần phải thực hiện một cách liền mạch và càng nhanh càng tốt để đạt hiệu quả tối đa nha. Cách thứ hai của mua bán đồ nhanh là thay vì soạn đồ sẵn thì chúng ta sẽ soạn đồ trực tiếp đồ muốn mua. Ví dụ chúng ta đang phun đồ rồi bấm mở cửa hàng lên rồi lựa chọn trang bị muốn soạn trực tiếp. Ở đây tôi sẽ lựa chọn quả cầu băng xương nha, rồi bấm vào nút soạn đồ. Sau đó sẽ lại làm thao tác chọn đồ muốn bán để nó hiển thị ra nút bán đồ rồi đóng cửa hàng lại. Lúc này khi nào chúng ta muốn bán đồ thì chỉ cần mở cửa hàng lên và bấm vào nút bán đồ rồi đóng cửa hàng lại thì quả cầu băng xương sẽ xuất hiện lên cho chúng ta mua. Và cách cuối cùng đó là cách dành cho những ai quay tay nhanh, là chẳng cần soạn đồ gì cả, muốn bán đồ nào thì bán, sau đó lựa đồ muốn mua là xong. Với cách 1 thì khi nào rảnh tay chúng ta sẽ soạn, còn với cách 2 thì dùng trong lúc ít rảnh tay hơn. Còn cách cuối cùng thì khi nào chúng ta quên soạn đồ thì sẽ sử dụng. Cơ mà cách cuối này thì yêu cầu phải thuộc vị trí đồ và quay tay thật nhanh mới làm được nha. Phần tiếp theo sẽ là thay đổi trang bị nội tại chủ động kích hoạt. Thì phần này chủ yếu dành cho vị trí trợ thủ và cũng có rất nhiều thầy thắc mắc là tại sao lên đồ phụ trợ rồi thì làm sao còn kích hoạt được cái nội tại của Nham Thuẫn nữa mà mua. Thì đây, tôi sẽ giải đáp trong video này bằng hai cách thực hiện. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ áp dụng phương án mua bán đồ. Ví dụ trong video đang có hai đồ chủ động kích hoạt là trang bị phụ trợ và Nham Thuẫn. Lúc này ô chủ động kích hoạt đang hiển thị đồ phụ trợ đúng không ạ? Rồi bây giờ soạn mua cho tôi đồ phụ trợ nguyên lực. Thì với đồ phụ trợ nó sẽ luôn luôn hiển thị cho chúng ta mua mà không cần phải bán đồ. Lúc này sau khi chúng ta kích hoạt xong nội tại của đồ phụ trợ thì bấm vào nút mua đồ phụ trợ nguyên lực thì nút chủ động kích hoạt nó sẽ hiển thị lên Nham Thuẫn và chúng ta chỉ cần xài Nham Thuẫn như bình thường là xong. Sau đó lại mua lại đồ phụ trợ chủ động kích hoạt muốn mua và chọn vào đồ phụ trợ đã mua. Lúc này trên món đồ sẽ hiển thị lên nút thay thế thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút đó là nút chủ động kích hoạt sẽ chọn trang bị chúng ta muốn kích hoạt. Và đó cũng chính là cách thứ hai, chúng ta muốn dùng nút chủ động kích hoạt của trang bị nào thì mở cửa hàng lên, chọn vào trang bị chủ động kích hoạt và bấm vào nút thay thế của trang bị đó là được. Đó cũng chính là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các thầy trong video này. Nếu các thầy thấy video này hay và hữu ích thì tôi lại chỉ xin các thầy đúng một đăng ký kênh và một like cho video này thôi, chứ tôi không xin nhiều. Cảm ơn các thầy đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video sau.